Khởi động mùa hè 2024 đầy phấn khởi và rực rỡ, Viettravel triển khai chương trình khuyến mại mang thông điệp Hội hè cực bốc, cơn lốc niềm vui. Hàng trăm sản phẩm tour chất lượng từ trong nước đến nước ngoài đều có ưu đãi cực hấp dẫn, cũng như phần quà tặng có giá trị sẽ được Viettravel gửi tặng quý khách hàng trong mùa du lịch hè năm nay. Diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, chương trình khuyến mại hè áp dụng cho tất cả khách hàng hoàn tất thanh toán 100% giá trị tour trọn gói, có ngày khởi hành từ 4 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở chính, các phòng đăng ký du lịch và chi nhánh Viettravel trên toàn quốc, cụ thể như sau. Từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2024, chương trình 14 ngày vàng đón cơn lốc hoàn tiền với ưu đãi siêu đặc biệt sẽ triển khai áp dụng cho tất cả các khách hàng mua tour trọn gói và thanh toán 100% tại Viettravel với tổng giá trị hoàn tiền lên đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong mùa hè năm nay, Viettravel còn mang đến chương trình ưu đãi lên đến 1 triệu 500.000 đồng dành cho khách hàng khi đăng ký tour du lịch theo nhóm từ 2 khách trở lên, từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, áp dụng cho các tuyến miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Phú Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Viettravel rất vui khi đồng hành cùng cả gia đình và trẻ em trong mùa du lịch hè với chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Cụ thể, quý khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi lên đến 200.000 đồng một vé khi hoàn tất thanh toán giá trị tour từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, áp dụng cho các tour khởi hành từ 4 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024 và có trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng. Nhằm mang đến nhiều quyền lợi dành cho khách hàng khi đăng ký mua tour du lịch hè, Viettravel tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi với các đối tác tài chính, ngân hàng như Sacombank, VIB, OCB, TCB và VNBank lên đến 3 triệu đồng. Đặc biệt trong mùa hè năm 2024, Viettravel cũng gửi tặng đến khách hàng những món quà xinh xắn như túi canvas thời trang, túi cối với chất liệu thân thiện môi trường, gối kê cổ gọn nhẹ, bộ giữ ấm cơ thể bao gồm nón len, khăn tròn cổ và bao tay tiện lợi, cũng như phần quà có giá trị. Đây sẽ là những người bạn đồng hành cùng quý khách trong các hành trình du lịch sắp tới. Du lịch mùa hè đã trở thành một trong những kỳ nghỉ không thể thiếu của mỗi gia đình. Với thông điệp hội hè cực bốc, cơn lốc niềm vui, các hành trình tour đa trải nghiệm với mức giá siêu tốt, đặc biệt là hàng loạt chương trình ưu đãi lớn sẽ đưa bạn và gia đình đến với những chuyến du lịch hè tràn ngập tiếng cười. Để tham khảo hàng trăm tour mùa hè sôi động với nhiều điểm đến hấp dẫn từ Viettravel, quý khách hãy truy cập website travel.com.vn, trang Facebook chính thức tại địa chỉ www.facebook.com/viettravel hoặc liên hệ qua số hotline 1900 1839 để nhận được tư vấn chi tiết.